Cái gì? Nằm đi đi tị nạn vậy? Em điên chưa? Hả? Chưa. Tự nhiên em có cái chỗ tôi đó rồi mà nó cũng chưa dần nữa ha. Cái phòng chồng cho phá không chịu ngủ. Mẹ con làm cho gì trời? Đó vậy mà nó không chịu kêu xuống đây nữa. Người nào đó với mẹ hả? Cho ba ngủ chung được không? Không, ở đây chỉ có hai người thôi. Được ba người mà. Chỉ để được cái gối thôi đó thấy chưa? Mà nó cũng dần nữa. Được ba người. Không, ba mẹ nằm vô nó có cái nằm vô. Rồi là người nằm xuống cho ba coi thử cái chỗ này nó bự lắm nè. Rồi ba nằm đâu đây? Ba nằm đâu? Ủa kỳ hả? Giờ ngư nằm xếp vô, ba nằm đây nha. Ba nằm đây nha. À, tối hôm qua ngư nằm đây nè anh. Cái nửa đêm em nghe một cái đùng. Làm sao té hả? Rồi cái nó ngủ đây luôn à. Ngư lên bên kia nằm với ngoại đi. Mẹ ơi, mẹ con cà lâm quá mẹ. Sao tự nhiên cà lâm vậy? Xích đi đâu? Mẹ ngồi xuống nè. Thôi con cà lâm dữ luôn á. Thôi bây giờ, à ba có ý kiến vậy. Bây giờ cái này nó nhỏ quá đúng không? Mình không nằm được đúng không? Thôi thì bây giờ ngươi nằm ở trong, mẹ nằm ở ngoài, cái thứ ba nằm ở đây, cái ba chích bèo qua lại nha. Nha. Và lấy dây, và lấy sợi dây ba chích bèo qua lại nha. Sao cái tấm thảm này không kéo ra để đây ghê vậy? Không biết đó, không thấy á. Tấm thảm nhậm chân ghê. Đó. Ê, đừng bước qua bụng, đừng đập bụng mày ha. Nguy hiểm. Đập em bé luôn. Em bé khóc luôn. Ủa đi đâu đây? Con đi kiếm cun. Cun gì uống hoài vậy? Anh lấy lại công bằng cho em đi đó. Công bằng gì? Nằm gì mà sao? Ngươi nằm ngay lại. Lên đây nằm không chịu. Ngươi nằm vậy luôn hả? Nam mập. Rồi mẹ đè bể bụng luôn. Cái niệm này là cái niệm để tiên mua tiên. Sau này có bạn bè hay là ai ở dưới quê lên chơi đấy, để khách ngủ lại mở ra trong phòng bên kia. Ở trong đó của con thâu rồi. Có ở đây là giường của con sắt vậy đó. Ngươi cho ba ngủ đây được không? Đây được không? Không, ở đây là chỗ của con một mình rồi. Chỗ nào? Chỗ nào của con một mình rồi, ở đây có con sao chơi điện thoại của con. Ai cho chơi điện thoại vậy? Ủa trời, lấy điện thoại mới lấy từ trên đó bỏ xuống là lấy điện thoại bỏ lên kia cho. Thôi đưa ba điện thoại đi. Dạ. Ba tắt wifi nè. Đi ba tắt wifi nhanh tối. Ờ, ba sẽ đợi ba đó. Đúng rồi, cho ba mượn đi. Tối mình ngủ mình phải tắt wifi con. Rồi ba phải để con tắt ở wifi. Con có biết đâu mà tắt đây đây ba. Để con tắt. Đây, wifi đây. Cái gì chuyên nghiệp quá vậy? Ai dạy vậy? Quê tưởng đâu biết chứ. Nhưng mà biết như thế này là hay rồi. Để mình mới chỉ cho nè mốt. Thôi. Thôi tắt. Tắt bao lâu? Xong rồi, em tắt thôi. Không có tập con chơi điện thoại iPad nha. Người ta biết tắt phải bao nhiêu mà. Tiên là mấy hơn hạn chế cho mọi người chơi này. Chủ yếu coi điện, ủa coi tivi thì nhiều. Rồi dẹp đi, đi ngủ. Lâu lâu đi tỉnh chơi, đi đâu á mới cho mọi người cầm điện thoại chơi chút xíu. Coi được đâu. Chị nhớ bách vật ghê lắm nha mọi người. Chị bữa chỉ dụ tiên nè. Cái ngày bác tương đổi bách vật không cho chị chơi, cái chị nói ba. Ồ, con quên cái password là cái gì rồi ba ơi? Cái số mà password. Con quên cái số cái iPad của ba rồi. Đâu đâu. Con lấy gì con lấy để con mở cho ba chơi. Đâu đâu ba mở thử rồi ba. Cái cái đó là tắt rồi mà. Tắt wifi chưa?
Ủa sao bật lại rồi? Tắt lại rồi. Tắt wifi chị. Không. Đưa đây ba tắt nè. Con giấu luôn. Thôi là ba không cho chơi luôn đó nha. Đây là căn phòng của Bầu Ngư. Hôm nay có một cô bé nha. Bên bé Hân ra chơi ngủ lại. Cháu kêu vợ bằng gì đúng không? Kêu bằng gì á, là em của Bầu Ngư luôn á, Bầu Ngư chị luôn á. Em Bầu Ngư là nè, đâu rồi cho ông bà cô chú nhìn mặt con cái nào. Con đâu rồi? Nè 10 tuổi rồi đó. Cho mẹ con thấy con nè, mẹ con coi lên mẹ thấy con nè. Nè 10 tuổi mà nó bự sợ. Em ba hai cái cô nhỏ xíu mà ghẹo trai ai nhỏ xíu con mà nhỏ xíu con Như hồi lúc có bầu Bầu Ngư là Tina giận á. Sao vậy? Tina nói có em bé hả? Ừ đúng rồi. Ở Bầu Ngư vẫn chưa ba cái điện thoại, đưa ba cái điện thoại và tắt wifi. Như vậy ba không tốt. Con để như vậy con mới không tốt quá. Đây này ba tắt nè, nhanh lên, mình tắt xong rồi mình đi ngủ, nhanh ha. Nghe không, ấy là ba không cho chơi nữa luôn á. Đóng cửa nhốt tiền luôn rồi. Ê. Ra. Không được lì như vậy. Buông ra. Ba la là khóc đó. Buông ra. Thôi con vô lấy điện thoại cho ba đi. Đưa điện thoại cho ba, nhanh lên. Ba cất rồi ngày mai ba đưa cho con chơi nữa, nhanh. Ngươi nghe không? Để coi ai ngay hơn ai nè. Nè, không đưa là ba tịch thu giống hôm bữa nữa thì đừng có khóc nha. Là ba không cho chơi iPad, không cho chơi điện thoại luôn nha. Không đưa cho ba đi rồi mai ba đưa lại cho chơi. Con mà biết mà. Con mà biết cái gì, mày đâu có giữ. Con biết không? Thôi. Em đi giấu. Con biết quay ba để gì? Rồi đưa đây cho ba. Tiếng của chị. Ngay bữa thêm ngoài những chỗ này rồi. Có chị ở ngoài nữa luôn rồi. Quê là. Rồi đưa cho ba nhanh. Trời ơi, tắt thiệt luôn. Rồi đưa cho ba đi mới chị. Đây con. Đưa ba đi con. Thôi đừng có chơi nữa. Trời nữa. Con giấu luôn. Cái điện thoại nó không có sim nha ông bà cô chú ơi, cái điện thoại không trống lỏng mà. Bữa tiên đi quay game show tiên trúng thưởng á, trúng hai cái tặng cho dưới quê một cái. Như vậy ba không được đấy tập của con tao. Không, ba không có lấy mà là ba đem đi cất, mai ba đưa cho Ngư. Giấu rồi, giấu kỹ dữ lắm rồi. Đưa đây ba vợ. Rồi, ngươi ngủ ngon nha. Ngoại thay đồ ngủ nha, bye bye con. Mới làm việc tư tưởng từ nãy giờ mới lấy được điện thoại cho cả nhà. Mới chịu đi đánh răng rồi thay đồ nè. Chịu đưa điện thoại rồi đó. Đây, nó ba hôn một cái. Nữa hả? Rồi, hôn ba xong rồi. Không, mẹ đi, mẹ giờ mẹ ngủ với ba. Khóc nữa đó. Hả, mày ngủ ba? Mẹ. Ôi trời, ôi thương quá. Rồi, thôi đi ngủ, ngủ ngon nha. Đây. Papa. Chấp nhận cho tôi tụt cái điện thoại rồi. Không khóc rồi. Phải làm việc tư tưởng. Con giữ chứ mẹ giữ chi đó, tịch thu mà mẹ còn đòi giữ nữa. Đưa đây. Trời đất ơi, bà ngoại này. Bà ngoại giống trong. Như tay trong của Bà Ngư rồi. Con sắp cửa. Rồi, được. Rồi, bye bye con. Con bye bye đi. Bye bye ba đi. Good night. Sao con xuất hiện nữa? Đi vô nhanh lên. Nhìn nhìn hả? Nhìn lưu luyến lắm hả? Sao? Có chơi điện thoại không? Đi
con. Nè nè, ba hỏi nè, có chơi điện thoại không? Không đúng không? Rồi vậy con hỏi con đi vô ngủ đi. Lưu liếng, thư liếng. Sợ sợ. Hả? Ba đâu có đưa cho con cầm đâu. Ba hỏi là con có muốn chơi không mà. Dữ vậy. Thôi rồi giỏi vô đây. Rồi con giỏi thôi đi vô đi. Ở ngoài thì nói không chứ thật ra đang thèm lắm. Ha, rồi ba thương Ngư giỏi nha. Ông bà của chú cũng thương Ngư nha. Ôi trời ơi thương quá. Ngư giỏi lắm á ông bà của chú ơi. Cái gì? Cái búa. Cái búa hả? Đặt bà, ba con đi lại lấy cái búa đi. Bye bye con ngủ ngon nha. Bye bye còn Ngư giỏi lắm ông bà của chú ơi. Còn Ngư đi ngủ nha ông bà của chú ơi. Ông bà con chú ngủ ngon. Ba đóng cửa gì vậy? Ok. Ba đóng cửa. Mở ra một chút xíu sáng sáng nữa nha. Rồi, ba biết rồi. Mi gió ba đi. Chút xíu thôi. Mi gió. Mi gió ông bà của chú nữa. Lâu lắm rồi bà ngươi không xuất hiện á. Bye bye.